Ok, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở về kênh YouTube của Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ xả cho anh em đó là hai cái chiếc đẩy 4 kênh, một mã đó là BVK K4 và một mã đó là BS1200. Thì trong cái video ngày hôm nay thì sẽ cho toàn thể các bác với những cái giá rất là tốt. Rất mong sự ủng hộ hoan hỉ của tất cả các bác đi qua ủng hộ cho bên cửa hàng của Huyền Audio online nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ là đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em. Bên em thì bán rất nhiều các cái dòng sản phẩm loa karaoke gia đình hay những các cái phụ kiện loa để cho chúng ta thay thế. Thì với một cái video ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ lên thanh lý cho anh em hai cái mẫu đẩy này. Bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em các bác nhá. Mẫu đầu tiên thì em sẽ lên cho tất cả mọi người, đó là cái mẫu đẩy mang tên thương hiệu là BVK K4. Đây là dòng sản phẩm hàng bãi dùng rồi các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn đây. Hàng rất là chất lượng luôn. Nói thật sự các bác là hàng này thì em mua trước kia nó là nhập vào cái giá nó là gần 6 triệu rồi nhá. Nhưng riêng trong video ngày hôm nay em sẽ bán thanh lý cho anh em một cái giá rất là tốt. Trước tiên vào video thì em cũng sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc đẩy. Cái mẫu đẩy BVK K4 này thì nó là dòng sản phẩm đẩy 4 kênh, 4 đèn phía trước. Và đây là size 2U các bác nhá. Size 2U mặt màu đen trông rất là nữ tính đúng không ạ? Đẹp, chắc chắn đúng không ạ? Về phần công suất của loa thì dòng này thì nó chạy là công suất là 650W một kênh, đúng không ạ? Vừa phải đánh cho hai đôi loa bát 30, rất là phù hợp với những các cái dàn loa karaoke. Đó, thì nguồn của con này nó nguồn khoảng tầm nguồn 18 các bác nhá. Nguồn 18 chạy sò LJBK 1 vít, 4 quạt mát làm 4 quạt làm mát cho hai vế công suất. Chạy 16 tụ lọc 2468, 16 tụ lọc các bác nhá. Mạch của nó là mạch Class H. Đấy, mạch Class H. Còn về phía đằng sau đây, cho chúng ta xem đây, đúng không ạ? Dòng này thì nó cho chúng ta đó là các cổng in kết nối lên vang, đúng không ạ? Cổng in kết nối lên vang và cổng ra loa, 4 ao ra loa và đặc biệt là thêm đó là hai cái chạm chân, đúng không ạ? Đều chia đều ra 4 loa nha các bác nhá. Con này rất là đẹp luôn. Tất cả các nút gạt ở đây thì nó có tất cả các cái chế độ gạt, độ gạt Panadel này, gạt Bright này, gạt Sitte đều đầy đủ hết các bác nhá. Có gạt độ nhạy 1.4, 1.4, 1.0 và 0.77V, đúng không ạ? Đây là các cái nút gạt độ nhạy. Thì về cái chiếc mẫu đẩy BVK này thì cho chúng ta nó một cái tiếng chất âm rất là sáng và hay. Và đặc biệt là với những cái dòng sản phẩm này, trong video ngày hôm nay em xả thanh lý cho anh em với cái giá này chỉ có 5.200.000 bên em bao ship các bác nhá. Một cái chiếc đẩy bãi 4 kênh như thế này 5.200.000, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bao cho anh em là bao zin, bao chất, bao đẹp luôn. Đấy, bác nào mà chơi cái mẫu này thì em thanh lý cho tất cả các bác nhá. Đấy, bán lỗ luôn, bán lỗ vài trăm luôn coi nhá. Đây này anh em chơi. Và dòng này thì em vẫn bảo hành cho anh em đó là 1 năm sử dụng, hiểu không nhá. Với những các cái đẩy bãi thông thường thì người ta chỉ bảo hành cho chúng ta đó là 3 tháng thôi. Nhưng mà riêng cửa hàng bên em thì bảo hành cho anh em đó là 1 năm luôn. Đấy, bởi vì là nói thật sự các bác là với những cái mẫu đẩy như này anh em chơi chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi gì cả. Tiếng nó rất là hay. Đấy, lắp lên một bộ dàn karaoke chỉ với giá là 5.200.000 thôi. Đấy, bác nào mà chơi cái mẫu đẩy này thì bác có thể liên hệ đến với cửa hàng bên em các bác nhá. Rồi mẫu đẩy tiếp theo nữa này. Đó không ạ, em sẽ chuyển ở đây và giới thiệu cho anh em. Đó là một cái mẫu đẩy tiếp theo nữa. Đây là cái con đẩy BVB BS BS1200. Đây là dòng sản phẩm đẩy hàng chính hãng nhá. Đấy, hàng này là hàng chính hãng, hàng mới. Cho nên em tháo ra để cho tất cả bác xem ruột gan thôi. Chứ thực sự là bình thường thì không tháo ra đâu, nhưng mà nói chung là anh em mua hàng thì các bác cũng phải xem đó là về cái nội thất bên trong nó như thế nào. Đấy, thì mẫu đẩy này thì nó có hình nốt nhạc này. Đấy, mặt size 2U, mặt màu đen rất là đẹp này. Đấy, và 4 kênh này, có 4 đèn vẩy ở trên này. Đó, tay rất là chắc chắn luôn. Đấy, về cái mặt phay nhôm nó rất là dày dặn. Nói chung là nếu mà dòng sản phẩm này, đẩy này nó đưa ra thị trường cho chúng ta, nó là một cái giá rất là tốt. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu chơi với những dòng sản phẩm này thì các bác liên hệ nhé. Nguồn rất là to các bác nhá. Con này nguồn tăng phô cực kỳ là to luôn. Đó, nguồn con này là nguồn 18, nguồn 20, con này nguồn 20 các bác nhá. Đấy, nguồn của nó nguồn 20. Chạy 80 sò là JBK 1 vít nhá. 80 sò là JBK 1 vít. Đấy, công suất của nó 1200. Đấy, 4 quạt cũng 4 quạt là mát. Đấy, chạy 16 tụ lọc vàng ươm. Đó. 16 tụ lọc vàng ươm rất là đẹp. Con này thì thực sự các bác này em cũng bán khá là nhiều trên thị trường. Đấy. Dòng này thì em bán khá là nhiều trên thị trường luôn. Đấy, đây cho tất cả các bác xem về phía đằng sau đây. Đấy, thực sự các bác là riêng với những các dòng sản phẩm mẫu đẩy 4 kênh em không so sánh những cửa hàng nào, bởi vì nhà em nhập cái giá rất là tốt rồi. Đấy, bác nào mà chơi cái mẫu đẩy như thế này thì các bác có thể liên hệ. Đấy, cũng có
bốn đường in cắm lên trực tiếp lên đẩy, và tất cả các cần gạt parallel, bright hay sitia đều có ở cho 24 kênh các bác nhá. Đấy. Bốn đường out cắm lên loa và cũng có chạm loa đầy đủ luôn. Đấy, các bác có thể là quan sát với những các cái mẫu sản phẩm đẩy mà bên cả hàng bên em. Đấy, thì dòng này thì nó cũng chạy mạch class các bác nhá. Đấy, công suất rất là lớn. Nói chung là anh em về mà mua về làm sự kiện hay loa kiểu kéo thì đều ok các bác nhá. Đấy, thì hiện tại là cái mẫu đẩy như thế này thì bên cả anh em đang bán cho anh em với cái giá là 5.800.000 đúng không ạ? 5.800.000 và giá thì cũng đã được, đó là bao gồm đó là cái phí vận chuyển cho tất cả mọi người rồi. Đấy, bác nào mà chơi với những các cái mẫu sản phẩm đẩy này thì các bác cần liên hệ trực tiếp nhau nhá. BS 1200 nhá, công suất 1200W. Đấy, bán thanh lý cho anh em. Đấy, giá 5.800.000 đúng không ạ? Giá cực kỳ là sốc rồi. Đấy, các bác chơi với những các cái mẫu sản phẩm đẩy như thế này thì bác không bao giờ các bác phải nghĩ ngợi gì luôn, bởi vì là đây là một trong những dòng sản phẩm đẩy rất là đẹp luôn và chất lượng. Đấy là các bác nào mà chơi với những mẫu sản phẩm đẩy này thì các bác liên hệ các bác nhá. Rồi, kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.